Netizen nói, người trẻ Trung Quốc muốn đến Việt Nam, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tôi muốn về Việt Nam làm việc quá. Ở Trung Quốc không vui nữa rồi." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tôi tin những gì cô ấy nói. Tôi cảm thấy chỉ số hạnh phúc ở Việt Nam rất cao. Tôi muốn sống ở Việt Nam. Mức tiêu dùng trung bình ở Quảng Đông tương tự như ở Hà Nội, nhưng mức lương trung bình ở Quảng Đông vẫn cao hơn. Tôi không hiểu tiếng Việt nên tốt nhất tôi nên tìm người ở Quảng Tây. Còn tôi muốn về Trung Quốc vì ở Việt Nam ăn không hợp. Tôi đến từ Trung Quốc. Tôi hiện đang ở Bắc Giang. Tôi sẽ quay lại Quảng Đông để gặp bạn sau. Tôi ở Bắc Ninh được nửa năm, tôi trở về Trung Quốc vào ngày 31 tháng 8. Tại sao bạn muốn rời bỏ cuộc sống ở Trung Quốc mà bạn khao khát nhất? Công ty chúng tôi tự di chuyển và phải đi làm. Tôi cũng muốn về quê khởi nghiệp. Tôi không muốn làm việc bán thời gian nữa. Tôi đã làm việc như vậy cả đời rồi. Tốt hơn hết là nên bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Tôi cũng ở Thâm Quyến, đừng về Việt Nam vội nhé. Bạn có thể tìm được việc làm tốt ở Việt Nam nếu biết cách làm thêm vào buổi trưa. Tuần sau tôi sẽ về Việt Nam, chúng ta cùng đi nhé. Tôi cũng đến làm việc tại Biên Hòa. Một cô gái Việt là chuẩn mực tốt cho tôi. Tôi đang đợi bạn ở Bắc Ninh. Tôi đang ở Việt Nam và muốn về Trung Quốc quá. Hiện nay có nhiều hàng rào thép gai được thêm vào ở biên giới Trung Quốc, Việt Nam. Hãy lấy vé máy bay và cùng nhau trở về vào ngày mai nhé. Bạn đang ở đâu ở Trung Quốc thế? Lần sau tôi sẽ quay lại Trung Quốc. Đến Trùng Khánh được không? Tôi cũng không vui. Tôi muốn về Việt Nam với bạn. Tôi là người Trung Quốc và đang ở Bình Dương. Việt Nam hiện nay có đầy đủ các công ty Đài Loan. Chúng tôi đều đã đến Việt Nam và có thể quay lại. Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn. Đi xa không dễ đâu, cố lên. Thành công sẽ không làm thất vọng tất cả những ai làm việc chăm chỉ. Bạn kết hôn ở Quảng Đông chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Không biết chi phí cho một chuyến đi Việt Nam là bao nhiêu? Có ai có thể cho tôi biết để tôi có thể bắt đầu tiết kiệm tiền không? 10.000 tệ đủ chơi một tháng rồi. Tôi cảm thấy thành phố Hồ Chí Minh sôi động giống như các hộp đêm ở Trung Quốc 15 năm trước. Đó cũng là hơn 10 năm nền kinh tế Trung Quốc cất cánh. Tôi không nghĩ mọi chuyện diễn ra như vậy. Các hộp đêm ở Trung Quốc ngày nay không vui chút nào. Chủ yếu bây giờ chỉ cần công nghệ cao thôi, những thứ đó đã dần thay đổi rồi. Không phải là không làm được mà là bây giờ không cho phép. Về Việt Nam hay đến thành phố Hồ Chí Minh? Tôi chưa bao giờ đến đó. Tôi sẽ quay lại Quảng Đông sau vài ngày nữa. Nếu có hộ chiếu thì đến trực tiếp để xin visa. Ở trong nước thì quá phức tạp, nhưng ở một số nước kém phát triển ở nước ngoài vẫn ổn hơn. Nó như thế này. Nếu có chợ, tôi có thể đến đó chỉ để kiếm tiền. Bạn có thể thử đến. Tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam và tôi rất thích món bún ốc. Ở đó sẽ quá lộn xộn phải không? Bạn bè tôi ở Chiết Giang dũng cảm hơn, tôi sẵn sàng đi theo họ. Bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền bến đó. Bạn tới đó làm gì? Tôi bán bún ốc và cơm. Anh ơi, anh cần mang theo bao nhiêu tiền nếu muốn đến đó 8 hay 10 ngày? Tôi thích không khí của Thái Lan và Việt Nam. Ngoài vé máy bay thì không cần quá nhiều đâu. Rẻ thế à? Thế thì tôi đi chơi thoải mái. Tôi vừa trở về từ Hồ Chí Minh. Ngoài những điều khác ra, Hà Nội tương đương với Bắc Kinh và thành phố Hồ Chí Minh tương đương với Quảng Châu. Đường phố ở Hà Nội hơi vắng sau 1 giờ, và cuộc sống về đêm không thể so sánh với thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống về đêm Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Không có cuộc sống về đêm ở Hà Nội. Tương đối nghiêm ngặt. Thành phố Hồ Chí Minh có thể sánh ngang với một số đô thị loại một ở nước ta. Nó trông khá đẹp, tôi thấy rất vui khi sống ở đây. Ở nước ta, ước tính nó là thành phố hạng 3, trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Ở Trung Quốc bây giờ người mệt mỏi nhất là người Trung Quốc. Gần đây có rất nhiều tài khoản marketing Việt được ra mắt trên mạng. Mục đích là để phát triển kinh tế Việt Nam nhưng đã có nhiều người đến đó. Chúng ta đã lỗi thời mất rồi. Gần như lúc trước, chúng ta trong khu công nghiệp chật kín người ra vào, chen lấn trong bến xe. Ta đã có cuộc sống về đêm tốt nhất và sự nổi tiếng tốt nhất. Không thể quay trở lại nữa rồi. Có giống như tuyên truyền ở miền Bắc Myanmar mấy năm trước không? Chấp nhận sự thật đi, chỉ có thành phố này phát triển thôi. Mang 5.000 tệ cho một tuần có đủ không bạn? Tùy vào cách bạn chơi, bình thường chắc chắn là đủ. Việc đến quán bar không nhất thiết phải nhiều như vậy. Người Việt chưa biết trầm cảm là gì nhỉ? Em cũng muốn đi sang đó chơi. Có anh em nào đi không? Nhìn thấy điều này làm tôi nhớ đến Đông Quản những năm 1990. Thời gian có thể trôi chậm lại được không? Khi đó, chúng tôi thường cùng nhau đi chơi quy quy ở quán cà phê internet và chơi game. Cầu mong quê hương thịnh vượng.
15 năm trước, Đông Hoản của chúng ta còn sôi động hơn thế này, nhưng bây giờ ngay cả Thượng Hải cũng trông vô cùng cổ kính. Các quốc gia có quan hệ tốt với Trung Quốc, không có nhiều khác biệt và có thể là lựa chọn đầu tiên của bạn khi ghé thăm. Có rất nhiều ông lớn ở Sài Gòn ngày xưa. Họ được người Việt địa phương gọi là trùm xã hội đen. Có bạn nào đi chơi Tết cùng nhau Việt Nam mà không muốn về nhà ăn Tết không? Tôi nghĩ thành phố Hồ Chí Minh rất thích hợp để bạn ghé thăm. Việt Nam thực sự đáng ghé thăm. Đồ rất chất lượng và giá cả không cao lắm. Mức tiêu thụ ở các quán bar, hộp đêm bên đó thế nào? Hộp đêm ở đây có cảm giác hơi giống ở Trung Quốc những năm 2000. Mỗi sàn là một công viên disco. Nên đến thăm các nước Đông Nam Á. Bạn cùng lớp của tôi đã định đến đó vào năm ngoái, nhưng anh ấy đã tìm được một nhà tù. Chắc năm nay anh ấy mới có thể quay lại để ăn mừng. Nếu không có những thứ đó thì con người thực sự không có ý chí phấn đấu. Sau này bạn có thể cùng tôi vào Sài Gòn ăn hải sản được không? Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cuộc sống về đêm rất vui. Siêu anh hai châu Á có khác, nhanh tay bắt kịp đại ca Hàn Quốc nhé. 4 cải cách của Việt Nam sẽ giúp Việt Nam trở thành nước phát triển nhanh nhất trong 10 năm. Việt Nam thật sống động, Trung Quốc sẽ không bao giờ quay trở lại thời gian được. Tôi cảm thấy khó chịu khi thấy kẻ thù của mình hạnh phúc hơn mình. Đây có phải là ghen tị không? Đã từng có những nơi như thế này ở nhiều thành phố ở Trung Quốc. Những nơi chúng tôi chơi ở Việt Nam đều là đồ còn sót lại từ những lần ghé thăm trước đó. Được thôi, nếu nó không tồn tại ở Trung Quốc thì đó chỉ là vì chúng tôi chưa từng đến đó mà thôi. Thành thật mà nói, họ không phát triển bằng các thành phố cấp 3 và cấp 4 của ta. Nó tương tự như Trung Quốc vào khoảng năm 2000. Hộp đêm rất đông đúc. Người Việt tụ tập ăn tối và uống rượu sau giờ làm việc. Tôi cũng đã ăn thịt cá sấu ở đó. Ông chủ ép tôi ăn. Đừng tưởng phụ nữ Việt Nam dễ dãi nhé. Cũng khó như ta vậy. Kể từ khi biết về miền Bắc Myanmar qua Internet, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đến những nơi như Myanmar, Việt Nam và Lào. Đừng hèn nhất như vậy bạn. Tôi thấy nhiều người nước ngoài nói thà ở Việt Nam trong một ngày còn hơn là ở Trung Quốc, trong 5 năm. Người nước ngoài không sợ sao? Nếu bạn cắt điện của họ, liệu họ có còn được như vậy không? Nghe có vẻ không ổn chút nào. Mình thấy trong nhóm đi tìm việc ở Campuchia lương 25.000 tệ một tháng, nhưng tôi sợ chết nên không dám sang đó. Cứ làm việc bình thường và không vi phạm pháp luật, kỷ luật là được phải không? Đến lượt bạn tuyển dụng một công việc tốt như vậy với giá 25.000, để những người quen biết sẽ giới thiệu người quen của họ. Bạn gái tôi tháng này sẽ đi Đà Nẵng, gia đình cô ấy làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Nếu muốn rẻ thì nơi tiết kiệm chi phí nhất ở Việt Nam chính là Nha Trang. Đừng đến nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ nhé. Chắc không có nhiều người vì lượng tiêu thụ quá cao. Dựa trên các bình luận từ cư dân mạng Trung Quốc, có thể thấy ý kiến về Việt Nam khá đa dạng, phản ánh một sự pha trộn giữa hứng thú và thận trọng. Dưới đây là các kết luận chính. Nhiều người nhận thấy Việt Nam là một điểm đến tiềm năng để tìm kiếm công việc hoặc khởi nghiệp nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn so với Trung Quốc. Một số nhận xét chỉ ra rằng môi trường làm việc tại Việt Nam có thể mang lại cảm giác hạnh phúc hơn và ít căng thẳng hơn so với ở Trung Quốc. Việt Nam được đánh giá là có lối sống sôi động, đặc biệt là cuộc sống về đêm ở thành phố Hồ Chí Minh, làm gợi nhớ lại Trung Quốc những năm 2000. Một số người Trung Quốc còn ca ngợi sự thân thiện của người Việt và cảm thấy thoải mái khi sống và làm việc tại đây. Một số bình luận gợi nhớ về những năm thập niên 90 và đầu những năm 2000 khi cuộc sống ở Trung Quốc ít áp lực hơn. Có người cho rằng Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc thời điểm đó, đồng thời mong muốn có được cảm giác thư thái và hoài niệm như xưa. Một vài bình luận thể hiện sự lo ngại về mức độ phát triển của Việt Nam so với Trung Quốc. Một số lo ngại về sự phức tạp của văn hóa bản địa, hoặc không hài lòng với một số khác biệt về ẩm thực và cuộc sống hàng ngày. Nhiều bình luận thể hiện mong muốn ghé thăm Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á để khám phá và trải nghiệm văn hóa mới mẻ. Người dùng thể hiện sự tò mò về chi phí du lịch, chất lượng cuộc sống và cho rằng Việt Nam là điểm đến thú vị với mức giá phải chăng. Tóm lại, cư dân mạng Trung Quốc có thái độ khá tích cực đối với Việt Nam, coi đây là nơi có tiềm năng về cơ hội kinh tế và chất lượng cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, họ vẫn tồn tại một số dè dặt liên quan đến sự phát triển và văn hóa địa phương.